Để chuẩn bị cho cái môn học căn bản của mình thì mình sẽ có nhiều cái môi trường để thực hành. Thực hành thứ nhất là chúng ta sẽ giả lập trên Petri Tracer. Tại vì khi mà chúng ta giả lập ở trên này á thì chúng ta sẽ control một cái hệ thống máy lớn. Mình muốn nhiều máy thì mình có thể là thiết lập một cái hệ thống mạng nhiều máy rồi mình cấu hình được nó dễ dàng. Rồi sau đó khi mà các bạn đã thiết lập được cái hệ thống mạng ở cơ sở hạ tầng xong thì chúng ta sẽ thực hành trên cái máy laptop của mình ở đây. Như vậy thì đến cái buổi thực hành thì chúng ta có thêm một cái nữa là môi trường truyền dẫn, tức là cái đường dây á, thì mình sẽ có một cái bấm buổi là bấm cáp ha, bấm cáp sáng đôi với cái đầu nối là RJ45 và chúng ta sẽ thực hành trên máy thật đó. Còn để mà giả lập thì các bạn sẽ sử dụng cái Petri Tracer để chúng ta giả lập và chúng ta hình dung cái hệ thống mạng trước. Bài tập đầu tiên mà các bạn thực hành trong buổi hôm nay là các bạn cài được cái Petri Tracer, các bạn đăng ký được một cái tài khoản, đăng ký được một cái tài khoản để mà các bạn vào trong cái Petri Tracer để thực hành. Và các bạn cài đặt thì các bạn sẽ chọn cái phiên bản lệ Academy đó, Network Academy ở đây ha. Rồi sau khi mà chúng ta cài đặt xong thì các bạn sẽ vô ở phía dưới này nè, ở phía dưới này nó có những cái biểu tượng liên quan. Rồi, ở đây là hệ thống các thiết bị của mạng, rồi ở đây là máy tính. Đúng không? Các bạn lít chuột vô các bạn sẽ thấy được chưa nè. Rồi bây giờ ở chỗ này chúng ta sẽ ở phía dưới các bạn sẽ chọn một là router hay là switch. Thì những thiết bị này là cái gì? Đúng không? Những thiết bị này là cái gì? Thì bài tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn. Nhưng tại thời điểm này các bạn làm giúp cho thầy. Ví dụ mình xuống đây, mình sẽ lấy một cái con switch ra. Ví dụ như là 2960. 2960 mình lít chuột vô kéo ra. Rồi, được chưa nào? Và một cái máy tính PC kéo ra. Một cái laptop kéo ra. Đó, như vậy hệ thống mạng của mình có nhiều máy tính nhưng mà mình giả lập là có hai cái trước. Được chưa nào? Như vậy cái PC này thì nó có thể là kết nối có dây hoặc không dây. Bây giờ mình kết nối có dây trước. Được không? Kết nối có dây. Như vậy đây là connection, là kết nối. Thì trong này nó có rất là nhiều cái kiểu kết nối. Nếu như bạn để nó tự động chọn cổng kết nối thì bạn bấm ở đây auto automatic. Còn nếu như mà mình chủ động mình kết nối thì các bạn bấm vô cái đường đường đen. Mình sẽ có đường đen nét liền và đường đen nét đứt. Hai cái này nó khác nhau tí xíu. Mình gọi là cáp thẳng và cáp chéo. Thì đến cái bài thực hành bấm cáp mình sẽ nói rõ về vấn đề này. Bây giờ mình sẽ thực hành cái đường dài liền kéo vô đây, bấm chuột vô thì chỗ này nó có cái biểu tượng là cái dấu hủy thì mình bấm vô lại là nó hủy, bấm lại là nó chọn. Và ở trong này thì khi các bạn lít chuột đầu nào trước cũng được cả. Ví dụ như bạn lít chuột vô máy tính trước thì nó sẽ nói là bạn chọn cái đường để kết nối. Ở đây là fast Ethernet, là bình thường trên máy tính của mình nó có cái đầu để mình cắm dây mạng á. Thì đây là cái cổng này. Mình thấy cái biểu tượng không? Đó. Rồi mình bấm vô đây. Thì mình đưa qua cái switch. Bấm vô. Thì ở phía bên trên này nó có rất nhiều cái Ethernet. Không? Trên này cái switch mà. Switch này của mình là có đến 24 bột nè. 24. Thì nó sẽ chạy đây, 024 nè. Từ 01 cho đến 024. Đối với lại switch thì mình cắm cổng nào cũng được. Cho nên mình chọn cổng đầu tiên hoặc là cổng cuối cùng cũng được hết. Rồi, chọn vô đây. Như vậy nó đã có một cái cổng kết nối. Tiếp tục, mình sẽ bấm vô đây để mình kết nối tiếp. Laptop cũng vậy. À, mình kết nối có dây trước rồi tí nữa thầy sẽ có một cái bộ phát wifi cho các bạn sau. Rồi, kết nối vô đây. Như vậy cái cổng 1 mình đã kết nối rồi thì nó không còn ở đây nữa. Mình kết nối vô cổng 2. Được chưa?
Rồi, sau khi các bạn kết nối xong thì chỗ này nó chưa có cái liên thông nè. Mình bấm vô đây để cho nó fast forward time, tức là nó test thử là cái hệ thống mạng của mình là đã thông chưa. Hiện nay là máy PC với lại switch là thông rồi đó, nhưng mà laptop thì chưa. Mình bấm vô đây được chưa nào. Rồi, sau khi mà mình kết nối như vậy rồi đó thì hệ thống của mình đã hoạt động chưa. Đây, mình kết nối ở phía trên thì nó có một cái lá thư. Đấy, có cái lá thư ở phía trên này nè. Được không? Rồi, thầy kéo hai ba cái máy này lên trên đi cho nó dễ thực hành. Đó, nó gần lên đây cho nó dễ thực hành ha. Mình kéo cái lá thư, mình kéo từ trên này. Bấm vô cái máy thứ nhất. Bấm vô máy thứ hai. Được chưa? Rồi, ok. Thì nó sẽ nói rằng là hiện nay hai cái máy này nó chưa liên thông, bởi vì mình mới cắm dây thôi, mình chưa có kết nối IP thì nên nó không có thấy. Rồi bây giờ mình vô mình kết nối IP cho nó. Ở chỗ này cái màu xanh này là nó đã sáng đèn, giống như là mình cắm cái dây mạng vô cái máy tính của mình và mình cắm dây mạng vô cái switch thì hai bên nó sáng đèn thôi chứ nó chưa truyền tín hiệu được. Bây giờ mình muốn truyền tín hiệu thì ở chỗ này các bạn sẽ thiết lập cái IP ở đây giúp thầy ha. Lấy chuột vô, lấy chuột vô một cái máy, ví dụ như lấy chuột vô PC thì ở trên này nó có cái phần config config và ở đây nó có cái cạc mạng, thấy không nè, fast ethernet. Hồi nãy là mình nối dây mạng vô đó. Rồi ở chỗ này thì cái cạc mạng này nó có thể nhận IP tự động, giống như mấy các bạn đang xài wifi nè, mình chỉ cần kết nối wifi còn cái IP là nó tự động nó cấp. Còn bây giờ mình sẽ đặt là IP mình tự đặt, IP động vẫn được nhé, nhưng mà phải có cái bộ phát thì nó mới nhận được. Còn bây giờ mình đặt IP tĩnh thì các bạn chưa học về IP thì các bạn cứ gõ vô cho thầy 192.168.0.1 rồi tiếp thì nó tự động nó sinh ra con số 3 cái 255, và con số này là con số gì thì đến bài sau mình học mình sẽ rõ. Như vậy mình đã có được đối với lại cái máy thứ nhất, máy thứ nhất đó, mình cấu hình cho máy thứ nhất xong. Default gateway, sorry, default gateway. À, mình đặt ở dưới, sorry các bạn. À, mình đặt đối với lại IPv6 default gateway DNS. Đây, FATIS 192.168. Rồi default gateway thì tí nữa mình sẽ nói sau. Mình chỉ đặt IP thôi. Rồi, tương tự như vậy đối với lại con laptop config. Bấm vô đây thì mình cũng đặt IP cho nó. À, 192.168.0. Hồi nãy là chấm mấy rồi? Chấm 1 thì máy này sẽ khác cái máy hồi nãy. À, chấm 2. Rồi, ok. Như vậy chúng ta đã có được cái địa chỉ IP chấm 1, chấm 2. Rồi, chúng ta kết thúc. Và chúng ta thử coi nè. Đây. Và ở dưới này nó báo chúng ta là đã gửi thành công từ PC0 sang laptop 0 với cái kiểu là ICMP. Và cái này là gì thì cũng ở những bài sau mình sẽ nghiên cứu. Và trong cái bài tập này của các bạn chỉ cần là kết nối được cái hệ thống mạng như thế này. Sau đó các bạn gửi một cái tin ha, tin từ máy này PC sang máy laptop và nó báo ở dưới này success, là coi như các bạn thành công cái bài thực hành đầu tiên. Và các bạn sẽ copy cái màn hình này lại đó, rồi dán vô cái group Zalo của mình, được chưa nào. Rồi, ok, các bạn bắt đầu thực hành đi.